tình vui. Vui lắm mà biết không? Ông lấy được của ông ly cà phê rồi nên giờ muốn kiếm thêm chứ gì. Bà bần tiện à. Nói gì vậy? À, không phải, ý tôi nói là không phải ai cũng bần tiện vậy đâu. Ừ, bần. Bần cho nên mới trắng da dài tóc vậy đó. Làm như ngon lắm vậy. Thôi biết rồi, thì không có bận. Cho mấy đồng bỏ túi đi. Đi đâu? Đi qua bển uống nói chuyện với Định kìa. Định kêu qua bển uống. Ê, ông có bị khùng không? Từ đây đi qua bên đó có mấy bước mà ông đòi tiền vàng túi. Thôi dẹp đi.